cuộc bầu cử đến ngày kết quả cuối cùng, chúng tôi xin mời hai ông có chọn cái này hai ứng cử viên lên có đối lời phát biểu. Đầu tiên xin trân trọng kính mời ông Bụt một tràng pháo tay nồng nhiệt chào đón. Tôi hôm nay đại diện cho đảng trắng rất vinh dự có mặt ở đây. Ông thì là câu xin hạ thì câu trả một cái đài luôn đi, còn đôi đài quá kém luôn đấy. Vinh dự có mặt ở đây, có đôi lời phát biểu với có đôi lời phát biểu trước toàn thể cử tri và toàn dân yêu dấu. Đó, nhớ rồi, cha hồi hộp luôn. Tất luôn, mình thôi.